Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình, cà phê tối chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Kinh Dành Khoen do người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu sáng tác. Cái bài Kinh Dành Khoen này nó để nói lên cái nỗi mà ưu tư của mình trong cái vấn đề mà Trung Cộng nó đem cái Dành Khoen của lấn chiếm, không biết cái tình hình đi thế nào. Những cái câu như là quân đội ta khó khăn nào cũng vượt qua, rồi nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, cái kẻ thù nào cũng đánh thắng, mà sao nhìn lên biển không thấy một cái bóng dáng quân đội, mà nói quân đội rộng rãi kể cả hải quân thì lại cho cảnh sát, mà cảnh sát thì đứng ngoài xa xa thì thấy những ngư dân mà bám biển như vậy họ chiến đấu, không gọi quân đội nhân dân nữa mà gọi là quân đội ngư dân. Đêm qua ta mơ giấc mơ ly kỳ, đêm qua ta mơ giấc mơ lạ lắm, toàn cầu chấn động Dành Khoen Trung Cộng, tàu bay tàu chiến lấn chiếm biển Đông, nó lượn nó vòng nó cân nó công, ngư dân liều chết bảo vệ biển Đông, phía nơi xa xa cảnh sát biển ta phát loa xin tha, nó cũng không tha. Điện Biên dưới đất, Điện Biên trên trời, Điện Biên trên biển, nghe quá vô duyên. Quân đội nhân dân khi cần không thấy, ngư dân thay thế quân đội ngư dân, quân đội ngư dân. Ta đang hoang mang bỗng nghe rộn ràng loa vang vang vang, thúc quân hùng trang. Bên trái Dành Khoen Đức Dành Hưng Đạo tấn công ào ào, quân thù nhốn nhau. Bên phải Dành Khoen Đức Vua Ngô Quyền tấn công ráo riết, động địa kinh thiên. Đức Vua Quang Trung đánh vào chính diện, đốt nghìn tàu chiến Dành Khoen ngã nghiêng. Thằng lính già ta Việt Nam Cộng Hòa vội quỳ xuống đất lại tổ tiên ta, lại tổ tiên ta. Vong linh chiến hữu Việt Nam Cộng Hòa tử trận Hoàng Sa, xin phù hộ ta, xin phù hộ ta. Giấc mơ đang hay bỗng nhiên cái đài phát thanh cù nhảy, kêu ta thức dậy ta tức lắm đây. Nam diện hữu nghị hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng đến tương lai, nói dở nói dài, nói dở nói dài. 16 chữ vàng, 16 chữ bạc, 16 chữ đồng, 16 chữ nhôm, quá xa lồm cồm, quá xa lồm cồm. Cái khó khăn nào ta cũng vượt qua, cái nhiệm vụ nào ta cũng hoàn thành, cái kẻ thù nào ta cũng đánh thắng. Dành Khoen nó chăng đến gần nó băng, thiệt là khó thắng, thiệt là khó gần. Dành Khoen nó chăng đến gần nó băng, thật là khó thắng, thật là khó khăn. Trung Hoa chỉ ta vì sao chơi thế, Trung Hoa chỉ ta vì sao chơi ta, Trung
vì sao chơi thế Trung Hoa chỉ ta vì sao chơi ta Trung Hoa chỉ ta vì sao chơi thế Trung Hoa chỉ ta vì sao chơi ta Trung Hoa chỉ ta vì sao chơi thế Trung Hoa chỉ ta vì sao chơi ta Đêm qua ta mơ giấc mơ ly kỳ Đêm qua ta mơ giấc mơ lạ lắm Đêm qua ta mơ giấc mơ ly kỳ Đêm qua ta mơ giấc mơ lạ lắm